vì mấy thằng cớm thường hay có thói quen can thiệp chuyện ngoài đường. Nhưng mà không giấu được, chuyện đó sẽ dễ bị bại lộ. Hai là... Là sao ạ? Nó rất chất, dám liều mạng ra tay cứu kẻ yếu. Nhưng mà giang hồ á, thì có thằng nào đàng hoàng tử tế? À Mạnh ơi, em nghe nói ở trên biển bản Mường Cả có hai thằng lạ mặt về ở cùng với hai cô giáo. Hai thằng lạ mặt à? Dạ vâng. Sao mày biết? Dạ em nghe thằng bọn bảo vệ nó kể thế. Gọi thằng bọn về đây cho tao. Dạ. Ừ, anh đây. Có chuyện gì? Sao? Bị chúng nó săn à? Thế bây giờ đang ở đâu? Trong công an huyện à? Ừ, thôi được rồi, cứ yên chí ở đấy nhá. Chẳng nào. Sao lắm? Tôi lại xem tối qua nó làm gì. Tối qua lúc nói chuyện ngoài sân khoảng mấy giờ? Dạ, lúc đó khoảng hơn 9 giờ. Tôi đến khoảng nó xem. Dạ, nó tắm, nước bắn tung tóe vào camera, không nhìn thấy gì ạ. Mẹ nó. Tao sợ nó nghe được vụ nói chuyện ngoài sân nên đã báo cho bọn kia trốn. Tụi mày xem tất cả hình ảnh của các camera ngoài, có gì lạ báo tao ngay. Dạ. Thưa đại ca, em lên trường bốc hai con giáo viên về đây cho anh ạ. Làm liền đi. Dạ. Mày nói tao nghe, hai thằng đó là thằng nào? Hiện đang ở đâu? Chúng tôi là giáo viên, ở đây để dạy học cho con cháu không? Tao không được làm thế. Mày! Đại ca! Đại ca bình tĩnh, để em hỏi ạ. Hai cô nói đi. Hai thằng mấy hôm vừa rồi ở cùng các cô là ai? Họ là giáo viên ở trường lao động cộng đồng, lên đây để làm đề tài khoa học. Nếu mà không tin chúng tôi, các ông về trường của họ ở dưới Hà Nội mà hỏi. Thế hai thằng đó là bồ các cô à? Ừ, đúng rồi. Mà từ hôm qua đến giờ, các ông cứ sùng sục tra hỏi chúng tôi về bọn họ. Bọn họ ở dưới Hà Nội lên thì có liên quan gì đến các ông cơ chứ? Báo cáo anh, Nhã bảo Kim, nhưng mà tối hôm qua về muộn quá. Chết thật. Đồng chí Hoàng. Dạ. Lát nữa đại diện đơn vị đi thăm hai đồng chí đó. Vâng anh. Cậu Thắng, tí nữa báo đội công tác chính trị hậu cần chuẩn bị chút quà đi thăm hỏi anh em. Và cậu báo luôn, ai đi được thì đi nhé. Đó. Ờ, có cái chuyện gì mới không? Báo cáo anh, trinh sát cho hai hàng sắp về. Họ có đề xuất gì không? Ở nhà chuẩn bị sẵn sàng. Ừ. Khi nào có tin ra thì sẽ phối hợp với Mừng Kim để hành động. Nhưng mà để cho thằng Chư thoát. Thưa anh, chuyện của anh Quý ngon rồi ạ. Sáng nay tay Hùng Sở Công Thương gọi điện báo với em về kết quả của gói thầu. Hồ sơ của anh Quý đã trúng thầu dự án hơn 100 tỷ ạ. Dạ thưa anh, vụ này anh Tuất con nuôi xếp Hồng lập công đầu đấy ạ. Một tay anh ấy thiết kế cả, cực kỳ túc trí đa mưu. Em nghĩ là nhân cơ hội này, chúng ta nên thưởng thật là hậu hĩnh cho anh Tuất.